Em này chào các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2021. Em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhá. Thì mấy ngày hôm nay nó lắng lóng quá cô chú ý ạ. Rất nhiều anh em có nhắn tin cho em rồi là hỏi là tưới cây mùa này kiểu gì. Thì mùa này có lên tưới vào buổi trưa hay không, và mùa này có lên tưới vào buổi tối hay không, thì tất cả em sẽ ở trong cái video này đều có hết. Nhưng mọi người phải nhớ theo dõi hết video. Bây giờ tầm bây giờ là đang là 11 giờ trưa, và tầm này ở bên nhiệt độ bên ngoài trời em đo là nó rơi vào tầm khoảng 40 độ C, nhưng mà trong dàn em thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng, đây mọi người nhìn này, đấy, tầm 30 mấy độ. Và buổi chiều ngày hôm qua cũng vậy. Thì ngày hôm qua em cũng hình như là có like để cho mọi người xem tới buổi trưa ở trên Facebook sao. À không phải, lúc trưa hôm nay. Nhầm, xin lỗi cô chú anh chị nhá. Lúc tầm sáng này. Thì mùa này thì em tưới vào buổi trưa bình thường, nhưng mà mọi người phải lưu ý là không nên tưới vào buổi trưa, tại vì em thì nó khác, cô chú chị khác. Thì vì nó lắng lóng quá, em đã lập thêm một lớp lưới ở bên dưới này nữa. Thì tức là cái dàn này của em nó có 3 lớp. Lớp trên cùng kia là cách cái mặt mái mái tôn tránh nước mưa kìa là 60 phân. Còn đâu lớp lưới cuối cùng mà nó cách cái mặt mái kia là ở tầm 12 đến 15 cm. Đấy là cái cách mà em làm. Khi mà ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái mặt mái ở bên trên cùng, cái lưới trên cùng ấy, thì nó sẽ giảm đi một ít nhiệt độ. Xong rồi nó xuống đến cái lớp nhựa thì lại giảm đi một tí nhiệt độ nữa. Sau đó là xuống đến lớp lưới thì nó lại giảm được một ít nữa. Nên là mình sẽ đạt được cái dàn của mình nó thông thoáng và mát nhất mình có thể. Và ở bên này em cũng làm thêm một tẹo lưới ở đây nữa. Đấy, tại vì nó lắng quá. Mọi người hình dung rất là nhiều bác gửi cho em là những cái lá cây này nó cháy hết. Nhưng của nhà em thì không có vấn đề gì cả, tại vì mình khắc phục luôn, mình phải xử lý luôn. Này là cũng do là em cũng có được một số cái kinh nghiệm nó lâu lâu hơn cô chú anh chị, thì em làm như vậy. Mời mọi người cùng xem video nhé. Video này em sẽ nói hơi rườm rà một chút. Bác nào yêu thì xem, bác nào không yêu thì có thể bỏ qua video. Cây HO này hôm nay nó thành một bụi nó khá là lớn rồi. Ngày mai ngày kia là em sẽ tách ra. Em sẽ mời cô chú chị cùng xem cái video em tách cái này. Mà em sẽ thấy, mọi người sẽ thấy cái độ khác biệt. Trong vòng hơn một tháng một tẹo. Em vừa nhảy xuống dưới và vẫn cứ đang tưới. Đây. Đấy là mọi người, nếu mà tưới buổi trưa thì lưu ý cho em như vậy nhé. Còn nát em sẽ nói cái lý do là tại sao là không lên tưới cây vào buổi tối. Thì các bác chờ em một chút, em đi em tắt cái kia xong rồi em nói. Thì trước tiên này em sẽ có một cái này. Thì đợt vừa rồi này rất là nhiều bác có mua hàng thì lại nhắn tin địa chỉ và số điện thoại của mình ở trên cái bài ở trên YouTube luôn, tức là phần bình luận ấy, thì mọi người viết luôn vào cái phần đấy. Thế là có một số các thành phần lừa đảo, người ta đã lấy cái địa chỉ và số điện thoại của cô chú chị để gửi hàng. Nhưng mà em cảnh báo nhá, em chỉ nhận chốt đơn qua Zalo hoặc là số điện thoại trực tiếp của em thôi, chứ em không nhận chốt đơn ở trên cái phần cô chú anh chị để lại cái bình luận ở bên phía dưới. Thì
cái đây là cái tem mà chuyển hàng của nhà em nhé. Thì cái cô chú chị nhìn cho em cái số điện thoại này là số điện thoại của em này. Còn cái số điện thoại mà những cái phần mà cái hàng nó nhỏ quá ấy, thì nó chỉ có dấu của bưu bưu điện thôi, mã trên bưu điện đấy, thì là cái số 0827131232 là cái số mã trên bưu điện. Còn cái số 0918987303 này thì là cái số mà em nhận đơn hàng. Còn cái số mà em vẫn ghi ở trên cái phần phần nổi ở trên video ấy là số điện thoại của vợ em đấy, 0345622866 là số của vợ em. Các bác có thể chốt đơn ở cái số của vợ em mà em ghi ở trên cái phần phần video này. Chứ em thấy là rất là nhiều bác là vừa rồi là gọi điện cho em bảo là có phải là của mình không, thì em bảo nó không phải, tại vì em chỉ nhận chốt đơn ở cái phần tin nhắn Zalo hoặc là tin nhắn điện thoại thôi, chứ em không nhận chốt đơn ở trên cái bài viết. Nên là mọi người lưu ý cho em như vậy. Em vẫn tưới thông, vừa mới nghỉ nửa tiếng giờ lại tưới các... Đây bây giờ là 4 giờ này. Em tưới thông rồi đấy. Tưới nốt đợt này là sẽ nghỉ, sáng mai tưới tiếp. Đấy là cái cách tưới của em là như vậy. Thì không phải là vườn nào cũng duy trì tưới được như vậy. Em có một lời khuyên cho cô chú chị là mình sẽ không tưới, không có thời gian thì không tưới vào buổi trưa nhé. Mọi người vào buổi trưa ấy, thì tránh cái ánh nắng trực tiếp ra. Chứ nếu mà như hôm nay anh em người ta gửi thì cây cháy rất là nhiều. Tí ở cái ảnh bìa em sẽ up những cái cây, hình ảnh cái cây mà anh em người ta không kiểm soát được, nên là nó bị cháy hết cây. Đây là thực tế nha, đây là em là nói bằng thực tế chứ không phải em ngồi em chém gió. Còn bác nào mà định nói là tưới như này ấy, thì cây nó sẽ bị thối, thì không cần bác phải dạy em đâu, tại vì là em tưới rất là nhiều rồi. Đây, thối không biết, nhưng mà cây của em lá nó đủ nước nên là nó nhìn nó mỡ và nó dày kinh khủng luôn. Đấy. Mọi người nhìn chưa? Đây, nhìn cây nó phê lắm. Rất là phê. Đi tầm này 4 giờ này thì bình thường là nhiệt độ trong mấy ngày hôm nay vườn nhà em thì nó rơi vào tầm khoảng 38 và 9 độ. Nhưng mà em duy trì tưới đấy, thì cô chú chị có thể nhìn thấy ở đây là nhiệt độ nó chỉ còn 34 độ. Nó chỉ còn 34 độ thôi. Và vẫn đang tưới. Đợi một lúc nữa nó em tưới xong, một lúc nữa thì em sẽ trả lời mọi người là tại sao mình không tưới vào ban đêm. Đấy, bây giờ là 16:09. Bình thường cô chú chị tầm này vẫn chưa dám tưới, tại vì nó sợ lá cây nó vẫn lạnh, nó vẫn nóng. Nếu như mình tưới mình không chuyên nghiệp, không làm chuyên nghiệp hoặc là không có vườn chuyên nghiệp như em ấy, thì cô chú chị tưới cho em vào lúc khoảng độ 6:30-7 giờ, khi mà mình sờ vào cái lá cây này, sờ vào lá cây này nó không còn nóng nữa là cô chú chị có thể tưới được rồi. Đấy, em để đây một lúc mà cái hơi nước nó bạt nó vào cái camera nó tối hết rồi. Đấy, cô chú chị nhìn lá cây không bao giờ bị ảnh hưởng gì cả, lá rất là mỡ, rất là bóng nước.
giờ vẫn phun như mưa của chú anh chị ạ. Đây. Đấy, tức là một cái lần tưới này của em nó phải rơi vào tầm từ 45 phút đến 1 tiếng, sau đó em sẽ nghỉ tầm một tầm 30 phút đến 45 phút. Xong em lại tưới lại. Thì nó sẽ được cái kết quả của mình thôi. Đấy. Em tạm dừng tưới một chút để lại chém gió với cô chú chị. Thì đây này, cô chú chị nhìn những cái cây em ơi, lá nó rất là dày, tại vì nó đủ nước nên là tưới ít vào buổi ban trưa đến chiều là nó quy trình nó là như vậy. Còn đâu là em có một cái chia sẻ này thì rất là nhiều anh em hỏi em là có nên tưới vào buổi tối hay không, thì em cũng khuyên luôn cô chú anh chị là mình sẽ không tưới vào buổi tối nhá. Tại vì sao lại không tưới vào buổi tối? Tại vì khi mà cái cây nó trải qua một ngày từ sáng đến chiều, cái nó mất nước rất là nặng, nó mất nước rất là nhiều, nên mà khi mà cô chú chị vào buổi tối cô chú chị tưới thì cái bộ rễ này của nó hoạt động rất là mạnh để nó lấy nước rồi là dinh dưỡng lên trên thân, và để cho thân nó kiểu như là nó không bị mất nước mà. Nhưng mà buổi tối thì cây của cô chú chị nó không có cái ánh nắng mặt trời để nó quang hợp, nó sẽ thoát hơi nước ở trên những cái bề mặt lá này rất là chậm, nên là dẫn đến cái tình trạng mà cây nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Đó là cái tình trạng mà cây sẽ bị thối, nó đấy là nặng nhất là nó sẽ bị thối, và nhẹ thì nó không quang hợp được thì là cây nó sẽ kém phát triển đi thôi. Đấy là tại sao mà mình không nên tưới buổi tối. Thì vào cái mùa này ấy, cô chú anh chị tưới cho em buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, và mỗi một lần tưới phải thật là đẫm. Buổi sáng là buổi quan trọng nhất, trải qua một đêm cây nó mất nước thì cô chú anh chị tưới cho em thật đẫm, đẫm hơn buổi chiều rất nhiều. Đấy, mọi người hình dung là trải qua một đêm mà cái thời tiết nó lắng lóng này mà mình tưới ít thì trong vòng khoảng 1 đến 2 tiếng là giá thể của mình là gần như nó khô cong luôn, là cây của mình nó mất nước rất là mạnh. Mà cây mất nước mạnh thì nó sẽ chậm lớn rất là, đi rất là nhiều. Thì buổi sáng mọi người lưu ý cho em là tưới thật đẫm, buổi chiều thì cô chú anh chị tưới vừa đủ cho em cũng được, tại vì ban đêm thì cái nền nhiệt của nó thứ nhất là nó hạ xuống và cây nó có lấy nước thì nó cũng không có ánh sáng mặt trời để quang hợp mấy, nên là buổi chiều tối là cái thời gian nghỉ ngơi của cây, nên là mình cũng không nhất thiết là phải tưới đẫm, tưới đủ là được, đủ thân lá và nhìn thấy giá thể nó đủ ẩm là mình dừng tưới là ok rồi. Còn đâu buổi sáng ngày hôm sau là mình phải tưới đẫm, thật đẫm để nó trải qua một ngày, không phải là tưới đẫm để cho nó lấy nước ở trong cái giá thể đâu, mà mình tưới đẫm để lấy những cái độ ẩm ở trong cái giá thể này. Tại vì rất là nhiều chậu lan thì nó cộng lại với nhau thì cái độ ẩm của cái giá lan của mình nó mới nhiều, tại vì trong những cái chậu này nó sẽ chứa được nhiều nước, độ ẩm nó nhiều thì cây sẽ phát triển rất là mạnh. Đây, như cô chú chị nhìn những cái kỳ 51 của nhà em thì những cái kỳ mà em không khai thác thì bây giờ đây cô chú chị xem nó lên đến 40 sen rồi, mà có vài tháng thôi. Từ giờ đến cuối năm thì những cái kỳ này chắc chắn là nó phải được mét rưỡi là bình thường. Đấy, đây là cây lăm cánh chanh Phú Thọ này. Thực ra rất là nhiều bác thắc mắc mà tại sao cứ phải chăm cái cây lan, mà chăm những cái bài chăm lan của em là chỉ chăm cho những cây hàng thường thôi, hàng thường với hàng thân lá nó cũng như nhau của cô chú chị, nó chẳng khác nhau tí nào cả. Mình chăm chẳng qua là những cái hàng
kia thì nó cây giống má nó đắt tiền, mà mình làm kinh tế thì nó cao, thì là mình sẽ phải tận dụng hết mức mình làm ki. Cây nó yếu thì mình phải chăm thôi, chứ còn bình thường như cây này em có không khai thác cái gì thì cô chú chị nhìn đây, 40 sen có dư, lên cả 50 sen là bình thường. Đấy mọi người nhìn chưa, đây như những cái cây này em không khai thác gì. Đây như cây này là cây lam cành trắng đại tướng này. Cây mẹ nó chỉ rơi vào tầm khoảng 6-7 sen thôi, nhưng mà cây con mầm ra hơn 20 sen rồi. Mà trong khi đó cô chú chị nhìn cây ngăn lá nó mở như thế này thì cứ 1m2 đến 1m rưỡi thì em dám chắc là em cầm ở trong tay là được. Đấy, những cái cây mình không khai thác nó rất là khỏe, kể cả là cây hàng ba cũng vậy thôi. Như hôm trước em có cho cô chú chị xem mấy cái cây lam cành trắng Phú Thọ không khai thác, rất là khỏe. Chẳng qua là mình đây này, như cây này một đống ki trên thân lại còn hoa nữa thì làm sao mà nó phát triển được. Đấy. Bây giờ em đang làm mầm lỡ nhé, xin phép các bác nào mà để cây ở nhà em là em cứ tiện tay em quẹt em làm mầm lỡ hết rồi nhá. Nên đừng có kiện em nhá, căn bản gửi cây ở nhà em thì tôi em tiện em quẹt em chăm một thể. 10 ngày nữa xem cho các bác xem mầm lỡ nó phát triển như thế nào. Tại bây giờ mình có siêu dinh dưỡng mình nuôi rồi, không đáng ngại rồi. Thì bác nào mà vừa rồi gửi cây nhà em thì sang năm là yên tâm là có một bụi rất là khủng để làm lái. Rồi em là sĩ Hải Phòng, mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé.